Cháu được xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Thưa các bác anh chị, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục là xuống nhà của hai anh em Hưng Thuận và lại ông cụ Dùng. Sau một cái khoảng thời gian này nghỉ Tết Nguyên Đán ấy, thì cháu Lực chưa xuống nhà của hai anh em Hưng Thuận với lại ông cụ Dùng một lần nào cả. Và hôm nay thì cháu Lực xuống thì cháu Lực cũng có đem theo một cái phần quà là của bác Thảo Đỗ, là có gửi cho cháu Lực là 2.460.000. Và trong đó thì bác cho cháu Lực là 460.000, và khoảng 2 triệu còn lại thì bác cháu Lực là mua cho các em, là mua cho các em những cái thực phẩm cũng như là quà. Đây thì hôm nay cháu Lực xuống thì cháu Lực cũng không có ở trên xá thì không có mua được nhiều đồ cả cô bác ạ. Chỉ mua được là một con ngan với lại cộng thêm một ít dầu gội với lại sứa thôi. Còn ông cụ Dùng thì cháu Lực lại trích tiền của chị Trần Đồ Giáng My ra là để đi vào thăm ông cụ. Ở đây thì cũng được sự đồng ý của chị rồi, cho nên là cháu Lực mới trích cái tiền đó ra để mua cô bác nhá. Còn bây giờ thì xin mời tất cả các bác cùng theo dõi hết video. Bây giờ thì cháu Lực sẽ đi xuống nhà của hai anh em Hưng Thuận trước. Ở đây thì bác trước Tết thì bác Thảo Đỗ có gửi cho cháu Lực rồi. Đấy, nhưng mà trước Tết thì các bác cũng gửi cho là các em khá là nhiều phần quà, cho nên là bác có bảo cháu Lực rằng là để sau Tết thì mua cũng được. Bác bảo là mua cho các em là một chút thịt lợn, thịt thà. Đấy, nhưng mà trên xá cháu Lực thì hiện tại thì chưa qua đến 15 âm thì người ta là chưa có giết mổ cho bao nhiêu cả, cũng không có mua được thịt lợn, cho nên là cháu Lực là mua ngan cho hai anh em Hưng Thuận. Ngan thì có thể là cho hai anh em nuôi hay là hai anh em thích thịt để mà ăn, thịt thay thịt lợn cũng được. Và kèm theo đó thì mua cho các em thêm là một ít dầu gội lại sứa nữa. Đấy, hiện tại thì cháu Lực cũng có số của các em rồi, cho nên là khi mà cháu Lực xuống ấy, thì cháu Lực điện cho các em bảo là hỏi xem các em là ở nhà thì có đang thiếu cái gì không, để tiện thể là cháu Lực xuống là cháu Lực đã mua lên cái khoản mà bác Thảo Đỗ gửi cho hai anh em Hưng Thuận là 500.000 các bác nhá. Và trong đó thì cháu Lực mua ngan với lại mua sứa. Đấy, còn là một tí nữa tổng hết mua bao nhiêu thì cháu Lực đi xuống nhà hai anh em Hưng Thuận thì cháu Lực sẽ nói sau các bác. Đấy, bây giờ thì xin mời các bác là cùng theo dõi video nhé. Có vẻ như là vừa rồi cháu Lực vừa nhìn thấy là em Thuận em ấy chạy qua đây cô bác ạ. Thế còn túi bên này là túi gà thì chị Giáng My có nói với cháu Lực rằng là mua xuống cho ông cụ Dung. Ở đây thì cháu Lực xuống thì cháu Lực đã thịt sắm xong hết rồi. Đấy, con đường của đi vào nhà các em thì các bác cũng không có xa lạ gì nữa rồi, cũng được là bên là bạn Trình với lại bên anh chị Trần Yên, bên anh Khương thì cũng chia sẻ lên khá là nhiều lần, khá là nhiều rồi. Đấy, trong khoảng thời gian vừa rồi thì các bác có theo dõi được những thức phim mà bên kênh của anh Truyền Ý lại bạn Trình đưa lên thì các bác cũng đã biết cái cuộc sống hiện tại của các em thì như thế nào. Cháu Lực cũng theo dõi được rằng là thấy hai anh em Hưng Thuận là cũng đi tìm đất để mà xem và mua đất, cũng được các bác là hỗ trợ cho. Thực sự ra thì hai anh em ở chỗ này thì không lấy được xe máy đi vào cô bác ạ. À, nếu như mà các bác mà trợ duyên gửi cái tấm lòng vàng tới cho các em mà thêm nhiều hơn thì có thể là đi mua đất ở phần phía bên ngoài mặt đường thì có thể là tiện hơn cho các em. Ở đây thì đất của các em thì ở đây thì cũng có khá là ít thôi, cũng không là có nhiều mấy. Đến lúc nào mà các em có thể là lên trên này làm ruộng thì lại lên trên này làm ruộng thì nó cũng không có cách xa mấy, tìm mà đất gọi là xung quanh ở chỗ này thôi. Nhưng mà chỗ nào mà nó gần cái đường ô tô để mà đi lại một chút, đường không cần phải gần đường ô tô mà chỉ cần chỗ nào mà có đường xe máy thôi là đi vào là nó rất là tiện rồi. Đấy, bây giờ thì cháu Lực sẽ đi vào nhà của anh em Hưng Thuận, cháu Lực sẽ ghi hình sau của bác nhé. Đấy, đi thì cái khung cảnh thì chắc là cũng các bác cũng không có lạ gì nữa đâu. Đấy, của ông Dùng thì cháu Lực sẽ để đây đã, một tí nữa lên trên nhà ông Dùng thì cháu Lực sẽ đem lên sau của bác ạ. Rồi cháu Lực thấy là em Hưng em ra bên này để lấy nước ấy cô bác. Ôi dê nhà Hưng thì còn hai con thôi à? Ba con chứ. Ê con kia có vẻ bị ho ho rồi. Dạ. Con kia có vẻ bị ho ho rồi. Vâng. Nó có bị ốm uống nhiều đấy. Chắc là ăn phải cái lá xoan cái kiểu. À lá xoan à?
Nay anh có mua cho Hưng là một con Nga đấy. Nga này thì Hưng muốn để là thịt hay là để nuôi cũng được. Vâng. Hơn là mấy cân. Đang lấy nước đi vào nhà. Vâng. Em Thuận đâu rồi? Đi chợ ở trên nhà anh ạ. À. Đây là mấy anh em mấy hôm nay Tết vừa rồi thì có đi đâu chơi xa không? Không anh ạ, quanh nhà thôi. Quanh cái nhà thôi ạ? À? Vâng, đi đánh củ, các kiểu ấy. Đi đánh củ à? Vâng. À. Con chào công các bà ạ. Ơ, em Thuận thì cũng ở trong nhà. Vâng, đang ở trong nhà. À. Hôm nay là ngày mùng, à ngày rằm rồi đúng không? Ngôi nhà của các em là khi mà đi qua là còn phải để cúi đi cô bác ạ. Tại vì là cái cột nó rất là thấp rồi. Bây giờ thì đi vào nhà của các em. Ôi, không thảo ngang cái tí đó chẳng chết à? Vâng, bây giờ em thả. Thầy bé Thuận thì đeo ở trên này một cái hương miệng này cô bác. Cái này ai mua cho? Không nói đi chợ mua à? Bà giáo tim cho á? Ai à, đẹp thế nhở? Có cả bóng nháy này cô bác này, rất là đẹp. Đây chú cho anh cho Thuận sứa này. Ừ, rồi để vào trong à, tất cả dầu gội đấy nhá. Dầu gội thì một tí nữa đi. Ui nóng này thì có gội đầu luôn không? Có à? À thêm một tí nữa thì đi theo em Thuận để em ấy gội đầu luôn cô bác. Cái này cho anh đi, cho không? Cho anh không? Cũng cho ấy cô bác. Cũng bảo là cho này, các bác đây, các bác gửi cho các ông bà gửi cho thì anh không lấy đâu. Anh là con trai anh không lấy đâu. Chào các ông các bà nhá. Chào các bà. Rồi. Đấy, em cất đi. Cái này thì cất đi Thuận. Đấy, cất đi đã. Thời tiết dạo này thì có vẻ như khá là nắng nóng rồi cô bác, cho nên là không cần nó không có lạnh quá. Ở dưới chỗ nhà của Thuận, nhà của Hưng Thuận nếu mà đến vào mùa đông thì nó cũng ấm hơn, nhưng mà vào đến mùa hè thì nó cũng lại nắng hơn. Hôm nay thì cháu Lực cũng lại tiếp tục là xuống nhà của hai anh em Hưng Thuận cô bác. Trong khoảng thời gian Tết vừa rồi thì đến hôm nay thì anh mới lại được xuống nhà. Vâng. Mặc dù là nhà của cháu Lực với lại nhà của hai anh em Hưng Thuận thì cũng không có xa nhau là mấy cô bác. Nhưng mà hai anh em thì cũng nhà thì cũng bận khá là nhiều việc. Như nhà của Hưng thì dạo này ruộng nương thì đã làm hết chưa? Em ruộng thì làm xong rồi. Ruộng làm xong rồi. Vâng. Bây giờ chuẩn bị vào cấy chắc độ 18 đến 20 là em cấy. 18 đến 20 là cấy à? Trong những ngày đấy 18 20 âm hay dương? Âm. Âm à? Ôi thế thì hôm nay là cái độ tầm 8 9 ngày nữa là cái rồi nhỉ? 18 20. Thế còn Thuận thì hôm nay thì được nghỉ học à Thuận? Vâng. Hôm nay là thứ đây thứ 5 thì sao? Hôm nay thứ 5, thế mai thứ 6. Thuận là đi học vẫn là đi học ở dưới kia nhỉ? Vâng. Lâu lắm không hỏi Thuận này cũng quên mất đấy. Hôm nay xuống thì nhìn có cái bờm này rất là đẹp này. Bờm này thì được bà người nào gửi cho thì còn nhớ không? Là giáo tên ở Bắc Ninh ạ. Bà giáo tên ở Bắc Ninh à? Vâng. Còn trên này có cả bóng nháy nữa. Vâng. Hôm nay thì anh xuống thì vừa rồi có đưa cho em là một con ngan rồi. Vâng. Và hôm nọ thì anh có nhận được khoản của bác Thảo Đố. Vâng. Bác Thảo Đố là gửi cho anh là cho em là 500 ngàn là vâng, để mua quà đấy. Vâng. Trước Tết rồi nhưng mà trước Tết thì anh cũng mua quà cho em rồi thì bác Thảo Đố bảo là sau Tết rồi thì mua. Vâng. Khoản này thì mua bảo là mua thức ăn cho em ấy, nhưng mà ở trên xá mình thì em cũng biết rồi đấy. Không vâng, có ai bán mùa thịt lợn cả cho nên là anh không mua được thịt lợn. Vâng. Anh chỉ mua được ngan thôi. Vâng. Mua ngan là hết là 300 ngàn rồi. Vâng. Và mua dầu gội với lại sứa là hết 70 nghìn. Thì còn dư là 130 nghìn. Vâng. 130 nghìn này thì là anh gửi cho hai anh em luôn. Hai anh em là nó cũng không gọi là nhiều nhưng mà nó cũng mua được giúp mình mua một phần nào đấy. Vâng ạ. Hay 130.000 thì hiện tại là anh không có tiền lẻ thì anh gửi cho Thuận à Hưng Thuận là 140.000 luôn nhé. Phần khoản này là của bác Thảo Đố nhé. Hay à đưa cho Thuận để cầm à. À ai Thuận này cũng chỉ cũng biết lấy một tờ đấy. Hôm nọ thì anh có theo dõi được cái thước phim của anh chị Quyền Yến đấy. Thấy là anh Quyền đưa cho tờ 200 thì không lấy đúng không? Lấy tờ nhỏ đúng không? Ừ. Lấy tờ to mới tiêu được nhiều chứ. Em thì rất là hiền cô bác ạ. Đây là cháu được cùng xin thay mặt là hai anh em Hưng Thuận là gửi một lời cảm ơn tới bác Thảo Đố. Chúc bác cùng gia đình thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Xin cảm ơn bác rất là nhiều. Ôi sao tiền lại lấy gấp vậy hả Thuận? À? Thế này không mua được nước uống nữa đâu. À gấp thế này không mua được kẹo rồi. Không mua kẹo đâu. À mua được à? Tóc này thì cũng thời tiết mấy hôm nay cũng khá là nóng nóng rồi nhỉ. Mấy ngày không gội đầu rồi. Hả? À,
chưa được một tuần đâu mà nhỉ. Ôi, một tí cái gì là một tí là phải gửi rồi nhỉ. À, cái gì một tí nữa là phải gửi rồi. Anh Hưng anh trêu đấy. Dạ, anh ngồi nói chuyện nhé. Em bây giờ sắp khóc rồi anh nhỉ. Đấy, cất tiền đi, xong là cất tiền xong là hai anh em mình đi gội đầu nhỉ. Nếu mà lâu quá ấy, nhá. Đấy, bé Thuận là trời nắng nóng là chuẩn bị đi gội đầu các cô bác. Đấy, đi theo chân Thuận xem là có cần phải là hộ Thuận gội không. Có cần phải để anh hộ gội không hả Thuận? Không cần á? Là khác làm à? À. Là còn một gói à? À là không hết rồi đúng không? Còn một gói duy nhất này thôi à? Rồi. Đây vừa rồi thì khi mà Tuấn Đức xuống các bác, Tuấn Đức cũng có điện cho hai anh em Hưng Thuận hỏi là dầu gội này kia thì còn không, thì em bảo là dầu gội thì hết rồi, Tuấn Đức sẽ mua dầu gội xuống cho luôn. Ôi Thuận thì quên gửi một lời cảm ơn tới bác Thảo Đố rồi nha. Cảm ơn bác một câu nhá. Rồi. Con cảm ơn bác Thảo Đố, con chúc bác bài năm thì có thành ra sức khỏe cho thân nhân, may mắn trong cuộc sống ạ. À, Thuận thì có vẻ là hơi nói nhanh nhỉ, nói nhanh như anh như đấy. Dạ. Sau qua nói là mình phải nói chậm chậm lại một chút nhá. Dạ. Rồi. Không cần phải gội nước ấm rồi nhỉ, nắng như này ấy. Như là thời gian hôm nọ thì có vẻ như là khá là lạnh của bác, cho nên là cần phải gội nước ấm, là tắm nước ấm. Thời gian này thì có vẻ như là thời tiết là ấm hơn một chút rồi. Không ngồi á? Phải ngồi thì anh mới gội được chứ. Đây anh để dầu gội cho. Bóc rồi. Nó được bảo là gội cho em Thuận anh, nhưng mà em bảo là tự gội luôn. Anh ngồi xuống để anh gội cho. Hả? Nhưng mà ướt hết áo thì sao? Ướt em lại thay à? Thế rồi sao rồi đấy? Thế rồi. À, Thuận thì cũng tóc khá là dài đấy cô bác ạ. Có cắt tóc đi không hả Thuận? Không cắt à? À, tự lập từ rất là sớm cô bác ạ. Năm nay thì Thuận là lên lớp mấy rồi Thuận nhỉ? Từ từ đó. Lên lớp 2 rồi à? Đấy, lên lớp 2 là biết là tự gội này, tự giặt nữa. Thuận là biết cả nấu cơm rồi nhỉ? Rồi từ từ chỗ này đánh cái rồi. Đâu có cháy không? Hết rồi à? Nghe những cái lời của Thuận nói thì rất là đáng yêu các bác ạ. Hôm nọ thì có cháy nhưng mà cũng được các bác là gửi thuốc lên hết mọi cái thì cũng bây giờ cũng hết cháy rồi. Lúc nào được thì bảo anh nhá. Có cay mắt đâu? Hả? À? Không cay mắt đâu à? Tết này có đi đâu chơi không hả Thuận? Có à? Tết này Thuận đi đâu chơi? Đi đâu chơi? Đi chơi cù á? Ây da, con gái mà cũng biết đi chơi cù à? Xem anh trai à? Xem anh Hưng chơi đúng không? Đấy, hay là Thuận ngồi xuống đi để anh gọi cho nó dễ hơn. Nha. Nha. Thuận ngồi vào ghế này đấy. Ngồi vào ghế đi nhé, xong rồi tí anh gội nước thì nó sẽ dễ dàng hơn. Tí em khác gội nước à? Rồi. Đây là lần đầu tiên mà cháu được cũng gội đầu cho người khác luôn đấy cô bác ạ. Chỗ nào mà chưa sạch thì bảo anh nhá. Dùng một gói thôi là đủ rồi à? Đấy, được chưa? Đây, Thuận là từ ngồi đi nhá, tí là bay vào mát đấy. Cao lên một tí, đấy.
được chưa? À, hay là một tí nữa Thuận cùng anh đi nhà ông cụ Dùng đi nhà. Rồi gọi đầu xong là cùng anh đi nhà. Ôi đây vẫn còn dính này Thuận ơi. Lại một lần nữa à? Cẩn thận nhá. Chích chích trên này này, chích trên này này. Đấy, chích chích trên này. Nhưng mà Thuận không có rẻ, không có khăn không hả? Không có khăn á? Thế lần sau xuống anh mua khăn cho Thuận nhá. Đấy, rất là giỏi của bác ạ, biết là tự gội đầu. Có như cái này bị bẹt này. Sạch chưa? Chỗ này còn dính như này này. Đấy, chỗ này còn dính nhá. Ra đây để anh. Đổ đi, đánh dụng nhạy con đây. Rồi. Đấy. Đấy, bây giờ là sạch rồi đấy. Anh nhà của hai anh em Hưng Thuận là gieo mạ ở dưới này này cô bác này. Cái này là hôm nọ là thời tiết lạnh quá cho nên là Hưng là đi mua thêm cái tấm bạt ni lông này về mà phủ lên. Có lúc cũng nhìn thấy là ở bên trong thì có mạ lên khá là xanh tốt rồi. Nhưng vừa rồi thì có nói chuyện với em Hưng thì em mới bảo là độ tầm 7-8 ngày nữa là cũng được cưới, cũng được cấy rồi ấy. Dùng khăn lau mặt ấy để lau đúng không? Thế thì lần sau anh xuống anh mua khăn to cho Thuận nhá. Khô chưa? Không lấy khăn đi cùng lâu nữa à? Cái dê của nhà em Hưng Thuận thì hiện tại là cháu được nhìn thấy là còn 3 con này cô bác này. Trong thời gian qua thì cũng được là bên anh Khương giúp đỡ cho để mua một đàn dê để mà làm giống cũng như là cho em Hưng ở nhà là phát triển kinh tế, nhưng mà không may là có thể là bị một cái trường hợp nào đấy là bị mất 3 con rồi. Chờ 3 con rồi. Hay bị chết mất 3 con rồi. Thôi ra đây phơi à? Cho nó khô à? Hả? Khô chưa? Ôi chưa khô đâu nhỉ? À. Tí nó khắc khô. Tí nó khắc khô á? Dạ. Thế là bây giờ trải xong chưa? Trải xong thì anh em mình cùng anh đi nhà có ông cụ Dùng nhỉ? Dạ. Thuận có biết ông cụ Dùng không? Có. Có à? Thế Thuận đưa anh đi nhá. Dạ. Rồi. Rồi ở đây thì cái sạp mà để mà hai anh em Hưng Thuận là phơi thóc ở đây đúng không? Cả phơi quần áo nữa, phơi quần áo thì phơi ở đây à? Dạ. Để có cần lấy dây nịt buộc không? Không. Không cần lấy dây nịt buộc à? Dạ. Chắc là bây giờ mình đi lên trên về chắc là khô rồi ấy nhỉ? Dạ. Vậy vào trời nắng như này thì ngôi nhà của các em thì ở trong cũng rất là nắng cô bác ạ. Khi mà ở trên này được lợp bằng những cái tấm poro này. Ở đây thì nếu mà mình lợp cao thì nó không sao, nhưng mà lợp ở phần thấp thì nó rất là nắng. Bây giờ Thuận, ở đây thì có đường nào đi lên trên nhà ông cụ không? Có.
Có à? Thế là bây giờ Thuận chỉ anh đi nhá. Rồi. Vậy bây giờ thì sẽ cho em Thuận là đưa cho được đi xuống. Cái gì đấy? Con gà. Ừ. Bây giờ thì sẽ cho em Thuận là đưa cho được đi xuống nhà lên thiên nhà của ông Dùng đó cô bác ạ. Đây là ruộng của nhà Thuận đúng không? Ừ. Không phải ruộng nhà Thuận đâu à? Ừ. Thế này là ruộng nhà người ta thôi đúng không? Ừ. Thì nhà các em thì ruộng đi bây giờ đang đi đường thì cũng đi nhờ đất của nhà người ta thôi các em. Đang nhà người ta thôi các bác ạ. Nếu mà người ta mà không có cho đi nữa thì không có đường khác để mà đi nữa. Ở đây có đường nào đi vào nhà Thuận không? Có đi đường nào? À, đi xuống đúng không? À, ở kia có đường nữa à? Ờ. Đường kia là đi khó hơn. Ờ. Cái nhà của ông cụ Dùng thì mình đi vào đường nào? Đi vào đường này à? Tối nay thì em có hay ra đây không? Có à? Đây chân dê à? À. Đi vào đường đấy à? À. Em hay chân dê là chân ở đây à Thuận? Dạ. Anh già đeo ông của kính chất chơi nhỉ? Dạ. Kính này thì ai mua cho Thuận đấy? Anh Khương. Anh Khương mua cho? Dạ. Ờ. Ở đây thì Thuận cũng ở gần khu này cô bác, cho nên là em ấy biết luôn, không biết là nhà của ông cụ mà ông cụ Dùng ấy, nhưng mà một tí nữa đi không biết là có gặp ông ở nhà không. Con đường này không phải đường em đi học đâu chứ Thuận? Không, không phải đâu à? Dạ. Nếu mà em đi đường em đi học thì em đi vào đường nào? À, đường dưới nhà em đi xuống à? À, đường này có to không hay là đường nhỏ thôi? Đường nhỏ. Cũng là đường nhỏ. Dạ. Bằng cái đường này không? Còn bé nữa. Còn bé hơn. Dạ. Ôi trời. Nhà của ông cụ Dùng đi cô bác ạ. Và nhà ở phía bên kia màu xanh xanh rồi. Sắp đến rồi nhỉ. Ôi kia con chó đấy Thuận ơi. Từ từ đã, lấy cây. Chó của nhà chú của ông cụ thì rất là ghê các bác ạ. Rồi thì cháu được không may là cũng là bị nó cắn một lần đấy. Thuận là đi học đi đâu là phải cầm ô, cầm cây đi theo nhá. Ừ. Chứ không là chó cắn đấy. Ừ, có hai con chó luôn. Có hai con chó luôn. Ừ. Có ba con chó. Nhưng mà có, nó có ghê không? Ghê hơn cả con này ấy. Ghê hơn cả con này. Dạ. Đi học cầm cây. À. Ôi ông này chắc không ở nhà rồi. Ồ, không thấy ở nhà rồi, mình đi vào nhà đợi đi. Ở nhà thì cũng thấy là ông là rất là chăm chỉ này các bác này, thì lấy được rất là nhiều củi về để mà dự trữ. Ông thì đi đâu thì cũng không có chìa khóa để mà khóa cửa đâu các bác ạ. Ở trong nhà ông thì cũng chẳng có đồ gì giá trị cả. Bây giờ thì cùng em Thuận là ngồi ngoài đợi ông một chút nhá. Dạ. Ông về rồi à? Anh Thuận thì có vẻ như là kính, đeo kính vào nhìn cho có vẻ xinh gái đấy nhờ. Còn một cái túi nữa. Còn một cái túi nữa. À, không đeo kính cũng xinh gái mà đeo kính lên thì càng cực kỳ là xinh gái nữa. Túi thì để ở nhà. Dạ. Ông thì đã được nhìn thấy là về rồi các bác ạ.
giờ cũng phải được gần nửa tháng là không có gặp ông rồi đấy. Làm bên mai dê vào nào. Thằng Đức bé. Ồ, lo mi bé. À. Lương à. Lương. Mới này thay có hoa yếu mà. Bổ hoa là dê á, là nó hơi hơi to là dê lấy ốc thằng này dê là hoa kia. Đấy. Đấy. Hoa phát chính hoa ám chứ còn phải chứ đây yếu. Bổ hoa dê à, bà đai con nha, bà đang hướng chuẩn tự. Ý cơ đang hoa à? Không, bổ đây chính thức ăn có bằng sau. Bổ ba ra rồi dê. Đừng ạ. Này cho nước thì đổ ma tốt rồi chứ. Ừ. Ồ. À, thế là ông cũng biết là làm thịt treo như này này, có bác này, thịt treo này thì ông sẽ ăn được lâu hơn. Ở đây thì vào một Tết như này thì hầu như là gia đình nào cũng làm cái món thịt treo này khá là nhiều các bác, không có sợ là bị mùi đâu. Ở nhà cháu Lực cũng thế, bố mẹ cháu Lực là khi mà mổ lợn Tết ấy thì cũng làm treo thịt treo như này. Làm như này thì ông có thể là ăn được độ tầm là được hơn một tháng đấy cô bác ạ, rất là lâu. Ở đây bạn em là rất là nóng là hưng này ấy, nước chảy ở dê này à, dê ba tốt thì ăn mua thùng ó đó. Đây bạn này dê có thể là bạn này dê thùng nước ở đây ó. Ở đây thì cháu được mua gà là mua gà mổ sắm cho ông rồi cô bác ạ. Đấy, gà này thì là hôm nay thì cháu được lại tiếp tục là trích tiền của chị Trần Đồ Giáo Mi ra. Ở đây thì cũng được sự đồng ý của là chị Giáo Mi rồi, cho nên là cháu được mua xuống cho ông. Đấy, và hôm nọ thì cái khoản tiền là còn dư 11.080.000 của chị Giáo Mi thì là cháu được đã mua xuống đi đưa để ông đi sắm Tết một lần rồi. Đấy. Này cháu có từ cái tin là tức hơn về nó. Ừ, nhổ quá. Thế này mới nung nào thế đang nung rồi má. Đây là hôm đấy thì là đi mua là hết là 1.385.000 và còn dư là 9.755.000 và hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục là trích tiền của chị Trần Đồ Giáo Mi ra là mua gà cho ông là một con là 350.000 là người ta mổ sắn xong hết rồi và cháu Lực sẽ đưa cho ông thêm là 300.000 tiền mặt nữa cô bác ạ. Tàu chiên hờ dê yếu thêm không? Con hờ ạ. Đấy, đưa cho ông thêm là 300.000 tiền mặt để cho ông những lúc mà cháu Lực không xuống cô bác thì ông sẽ tự đi vào chợ là sắm sửa cũng như là mua thức ăn. Ở đây thì khoản này thì cũng được là chị Trần Đồ Giáng My là chị ấy đồng ý rồi thì cháu Lực mới làm theo như vậy cô bác nhé, chứ không phải là chị Giáng My là gửi tiền cho cháu Lực là tùy cái quyết định của cháu Lực cả. Đấy. Đây thì gửi ông khám phá có. Đấy, hôm nay thì cháu Lực lại gửi cho ông thêm là 300.000 và mua gà là 350.000 thì số tiền còn là dư của chị Trần Đồ Giáng My là gửi cho cháu Lực là 9.105.000. Cái khoản này thì là chị cũng không bảo là gửi cho ai cả, bảo cháu Lực là lúc nào mà cháu Lực đi chia sẻ những hoàn cảnh mới thì là cháu Lực trích cái tiền đó ra để mà đi vào, và thứ hai thì là cái khoản tiền đó để sắm sửa cho ông cụ dùng này có bác ạ. Nó không chỉ là hàng còn phải không chỉ là hàng còn vậy không mùa hó là dê à kéo dê ở bên này tôi đi mua đậu hó nên chỉ nó hôm nay thì nó khoác bao hó. Vừa rồi thì cháu Lực cũng đã dặn ông rồi, bảo là gà này thì ông sẽ luộc lên để mà tối nay ông ăn cơm. Đấy, bây giờ thì cũng gần đến chiều đến tối rồi cho nên là cho ông. Dầu thì bát lên ta ra đi. Nước mi ra? Nó tiến đi, đi vào cái lỗ sạc, quán mạnh. Nước dè cái tờ nước mi lái thế nọ. Dù hả, bà bài mới mưu, chứ là mới lại chứ. Này, ở cái tờ hóa giác rồi. Ở bên trên tờ á? Ừ. Vậy thì có hay lên trên nhà của ông cụ không? Có à? Dê hát, cảm ơn bóng, cảm ơn dê. Ừ. Cảm ơn bóng lãn hồ, cảm nhận má hư
vui vẻ nhé. Đấy. Ở đây thì là chị là Trần Đỗ Giáng My là mua cho ông nhá. Ông phải biết là chị Trần Đỗ Giáng My là giúp ông là mua mua tôn này, mua chân ga hối điện, tất cả mọi cái là chị Trần Đỗ Giáng My là người lo lắng cho ông. Đấy, và trong đó thì cũng có các bác cũng có gửi cho ông thêm là những phần quà và mua cho ông là thêm là rất là nhiều. Đấy. Chị Giáng My thì phải nói là khi mà theo dõi được những thức phim mà cháu được đăng tải lên thì rất là yêu quý ông cô bác ạ. Bây giờ thì cháu được sẽ ở lại chơi với ông một chút nữa thì cháu được dạy tiếp tục là đi về thôi cô bác. Còn là đưa em Hưng Thuận là đi về nữa. Hôm nay thì phải nói là rất là cảm ơn Thuận nhà cùng anh lên trên nhà của ông. Thỉnh thoảng thì Thuận lên trên nhà ông chơi thì ông có cái gì thì bảo anh nhá. Rồi. Vậy vừa rồi thì cũng ở lại là chơi với ông cụ một lúc rồi. Chắc là bây giờ cũng phải là xin phép ông là đi về thôi các bác. Còn là đưa em Thuận là đi về nữa. Bây giờ thì mình đi về thôi Thuận nhà. Rồi. Là bé đấy chứ à? Bé đấy chứ. Đi ăn mua điện đến đường Phan Thơ nó mới về. Hỏi ông là những cái nồi cơm điện thì có bị làm sao không? Thì ông nói rằng là không có bị làm sao cả cô bác ạ. Hôm nay thì có sự đồng hành của em Thuận là đi cùng cháu Lực lên trên nhà của ông cụ đấy cô bác. Phải cầm cây que Thuận nhá. Rồi Thuận đi trước đi để anh cầm cho. Trong khoảng thời gian Tết vừa rồi thì cháu Lực chưa xuống nhà của hai anh em Hưng Thuận được. Nhưng mà đến hôm nay cô bác, khi mà cháu Lực xuống thì có rất là nhiều điều mà rất là cũng là vui mừng thay các em luôn. Khi mà thấy bên anh chị Quyền Điền lên chia sẻ đi tìm đất và cũng có dự định mới cho hai anh em Hưng Thuận nữa. Có thể giúp cho hai anh em Hưng Thuận là không có phải là đi đâu làm cả. Ở xung quanh nhà thì làm thì cũng có công việc để mà làm. Em Thuận thì năm nay mới chỉ có lên lớp 2 thôi. Thế nhưng mà em phải nói là em rất là năm nay thì em Thuận mới lên lớp 2 thôi. Nhưng phải nói là rất là chăm ngoan và học cũng cực kỳ là giỏi nữa. Sau này thì cũng khi mà anh Hưng không có được đi học, mọi sự đi học ấy để nhờ lại cho em Thuận, để cho em Thuận là tiếp tục là đi học. Thì mong sao là em Thuận thì chạy tung tăng tăng, chạy rất là nhanh cô bác ạ. Ôi Thuận đợi anh tí, chạy nhanh quá, anh không chạy kịp rồi. Ôi ở cái kia con chó này Thuận. Những lúc mà anh Hưng không có ở nhà là em Thuận là khắc là một mình là lấy dê ra bên này, xong là đi lấy củi, lấy dê ra bên này để mà chăn dê đấy các bác, cho dê ăn cỏ. Thuận là đi nhanh lắm nhỉ. Bây giờ thì đã đến nhà của Hưng Thuận đấy cô bác. Đấy, về đến nhà là hộ anh của mình là lấy cỏ cho trâu rồi cô bác. Đấy, những công việc này thì rất là quen thuộc với lại em Thuận rồi. Ôi cái này là cái gì đấy Thuận? Khô hết rồi. Ồ, cái này là chắc là em Hưng là em ấy lấy về cho con dê của nhà mình. Nhưng mà chắc là chưa có ăn kịp. Đấy nào, anh giúp nào. Ở đây thì có lá chuối với lại rơm thôi. Cỏ này thì là ai đi lấy về? Anh trai. Anh trai à? Ừ.
lần này lấy cho cháu ăn hết chưa? Bây giờ lấy cho hết chưa hay là lấy một nửa thôi? Cho nó ăn hết luôn à? Một ngày thì cho cháu ăn tầm mấy lần? Không biết. Không biết à? Thế là nó hết là cứ cho thôi đúng không? Ừ. Cho bao giờ nó hết cỏ thôi đúng không? Cái con dao thái cỏ này thì có phải nói là rất là nguy hiểm các bác ạ, rất là sắc này. Này là anh Hưng là người cho cỏ vào, em là người thái à? Dạ. Vét cỏ cũng vét rất là sạch ấy nhờ, thuận đấy. Ôi, cháu là có vẻ là đói đấy nhờ. Thấy nó nhìn thuận rồi. Ôi ôi, cho được không? Có cần anh hộ không? Không cần đâu à. Xong rồi đúng không? Rồi. Hôm nay là chắc là có lẽ là phải ăn cơm với lại hai anh em Hưng Thuận một bữa thôi. Từ trước đến giờ là chưa ăn cơm với Hưng Thuận là bữa nào nhỉ? Vâng. Vừa rồi bảo là không phải mổ đâu mà Hưng là mà mổ luôn cô bác. Khi mà cháu Lực cùng với lại em Thuận là từ nhà ông cụ Sùng về. Về đến nhà là thấy là sắp chín rồi. Cái hôm nay là rằm thì chỉ nguyên ở nhà thôi hay là làm là đi đâu chơi nữa? Ở nhà đấy. Thì là nguyên ở nhà. Qua cái mùa Tết này thì dân tộc Nùng của mình thì có khá là nhiều cái ngày rằm đấy nhỉ? Vâng. Đến tháng 2 lại tiếp tục là rằm thêm nữa. Ngày tháng 2 xong rồi đến tháng 3 lại lại thanh minh rồi. Nhiều cái nối ăn lắm. Này chắc phải đổ ra đây một tí để nó vớt lại. Thấy vừa nãy còn tái tái nhỉ. Thấy đến cái mùa hè như này cô bác này, thì cái mùa hè thì khi mà dùng bằng cái bếp củi như này thì rất là nóng, và đến mùa đông thì lại ấm nhỉ. Đúng rồi, mùa đông em thích nhất là mùa đông dùng bếp củi. Mùa đông thích vào mùa đông nhưng mà ở gần bếp củi, nhưng mà mình lại không có làm được thêm là nhiều việc khác. Đúng. Ủa, này cũng tái. Cũng tái à? Tái thì cho vào thêm luộc thôi. Dày quá.
Na này thì cũng hơn 3 cân mấy mà, vừa rồi anh mua ấy. Không thì một nửa thôi, nửa này để lại ở tủ thôi. Thì không hết thì sao? Hôm nay có chú nào vào chơi không? Có à? Hôm nay là ngày rằm cho nên là các chú cũng vào nhà mình chơi à? Hai anh em Hưng Thuận thì hiện tại thì các nương tựa nhau vào một sóng cho nên là có các bác hàng xóm này, các bác hàng xóm cũng giúp đỡ rất là nhiều. Bây giờ thì cũng chuẩn bị ăn cơm rồi các bác. Ăn cơm thì em Thuận em ấy rất là nhanh nhẹn và tự biết đi lấy bát mọi cái. Ăn cơm xong thì ai là người rửa bát à Thuận? Em và anh trai. Em và anh trai à? Cho lúc nhìn thấy là những cái cột gỗ của nhà em Hương Thuận thì cũng có từ chắc là rất là lâu rồi cô bác này. Bị con mọt là rất là nhiều. Ở đây thì nếu mà làm ở nhà gỗ thì không thể tránh khỏi được là những con mọt khi mà nó phá hoại cái cột gỗ của nhà mình cả. Cái thùng này là mình để cái gì đây Hưng? À, trong đây chỉ là để nước rồi đúng không? Đấy, vào mùa hè thì khi mà sử dụng cái bếp củi như này thì là rất là nóng của bác ạ. Cộng thêm là cái tấm poro ở trên này nữa. Nhà của Hưng thì anh nhìn thấy là cột nó cũng làm rất là thấp nhỉ? Vâng. Bữa hôm nay là bữa ăn cơm mà với Thuận là lần đầu tiên đấy Thuận nhờ. Ui, gói bánh trưng gói to, quả to đấy nhờ. Đây một cặp luôn này. Rất là to bánh trưng ấy. Bánh này là hai anh em là tự gói à? Cháu Lực xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà cô chú anh chị và tất cả khán giả trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều.